cách giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon sâu giấc vào ban đêm. Giấc ngủ rất quan trọng đối với trẻ sơ sinh trong phát triển hệ thần kinh và cảm xúc và những tuần đầu tiên sau khi chào đời. Trẻ sơ sinh cần ngủ 18 giờ trở lên mỗi ngày, nhưng mỗi lần chỉ cần vài giờ là đủ. Do đó, trẻ có mô hình ngủ khác biệt, có thể thức dậy nhiều lần mỗi đêm và gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người lớn. Để trẻ có giấc ngủ ngoan vào ban đêm, cần chú ý thực hiện những phương pháp sau. Để bé ngủ đủ vào ban ngày. Bạn cần đảm bảo cho bé ngủ đủ giấc vào thời điểm giữa buổi sáng và xế trưa, tránh ngủ vào chiều muộn. Những giấc ngủ vào bữa phụ này khiến bé khi dậy tỉnh táo và vui vẻ, khỏe khoắn chơi đùa. Bé ngủ đủ giấc vào ban ngày sẽ có tâm trạng thoải mái, từ đó đêm đến sẽ ngủ ngon hơn. Cho bé ăn ít vào ban đêm. Trẻ từ 3 tháng tuổi, việc cho ăn vào ban đêm cần giảm dần để tạo lập thói quen. Khi được 3 tháng tuổi, trẻ có thể cần bú sữa sau mỗi từ 2 đến 3 giờ hoặc 3 đến 4 giờ. Với trẻ trên 6 tháng tuổi, trong điều kiện khỏe mạnh, các chỉ số phát triển bình thường, bạn không cần phải cho bé bú đêm vì điều này làm gián đoạn giấc ngủ và tạo thói quen thức giấc giữa đêm. Nhưng với một số trường hợp bé bị cơn đói làm gián đoạn giấc ngủ, bạn vẫn cần cho bé bú. Để bé tự ngủ. Cách đơn giản để bé có một giấc ngủ ngon đó là hãy để bé tự ngủ bằng cách bé đang nằm trong nôi hay một góc riêng trên giường chứ không phải là trong vòng tay mẹ. Lý giải điều này là do khi trẻ giật mình giữa đêm, việc ngủ trong vòng tay mẹ mà lại thức giấc ở một nơi khác khiến bé cảm thấy hoang mang, bật khóc. Bởi vậy, khi bé đã có dấu hiệu buồn ngủ, bạn cần đặt bé xuống giường hoặc nôi và bắt đầu dỗ bé ngủ. Không để bé khóc một mình. Hoàn toàn không nên để trẻ khóc hoặc gào thét quá lâu vì lúc này trẻ cần bạn dỗ dành và trấn an tinh thần. Trẻ chưa có khả năng điều chỉnh cảm xúc hoặc mới chỉ đang trong giai đoạn học hỏi những kỹ năng này. Với những bé gặp phải tình trạng khóc đêm quá nhiều, bố mẹ cần đưa bé đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Hạn chế sử dụng chăn dày. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, bạn không nên sử dụng những chiếc chăn quá dày để đắp cho bé. Chỉ cần sử dụng những chiếc chăn ga mỏng để tránh gây nóng hay ngạt thở. Những nguy cơ này dễ xảy ra đối với các bé dưới 3 tháng tuổi. Bởi vậy, khi đắp chăn cho bé, bạn cần đảm bảo rằng chiếc chăn không che vào mặt và đầu bé. Lau người cho bé bằng nước ấm hoặc cho bé mặc những bộ đồ thoáng mát thoải mái, tạo không gian ngủ yên tĩnh thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông cũng giúp ích cho bé thoải mái và ngủ ngon hơn. Tránh gây tiếng ồn, ánh sáng khi bé ngủ cũng rất giúp ích để bé ngủ sâu giấc, ít thức dậy vào ban đêm.